Kính chào quý vị khán giả và các bạn. Hôm nay ngày 20 tháng 10 năm 2022, chúc các chị em, đặc biệt là chị em phụ nữ Việt Nam luôn khỏe khoắn, xinh đẹp và hạnh phúc nha. Luôn luôn là những người mà tạo cái hơi ấm cho gia đình và xã hội. Và hôm nay tôi nhận được một cái kèo uống cà phê ở đây có một cái địa chỉ này. Quán này là quán Trung Nguyên. Trung Nguyên là đường này là đường 332 trên 40A Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ok. Quán này ra coi không gian như thế nào này. Ở đây từ ngoài vào đó các bạn. Đây, ta thưởng thức cái không gian quán này nha. Ok. Đó. Chỗ này mát mẻ lắm các bạn nhé. Và có dịp chúng ta ghé đây uống cà phê. Ở ngay đường Phan Văn Trị rẽ vào một xíu, gần với lại giao có đường Phạm Văn Đồng. Đó, ta gọi không gian. Ở cái Trung Nguyên có cái hay là rất là hay có sách cho các bạn. Vào đây chúng ta có thể tham khảo đọc sách được. Và chúng ta làm việc ở trong này có cái không gian rất là tuyệt vời. Đấy. Đặc điểm của Trung Nguyên ha. Đặc điểm của cà phê Trung Nguyên đó là thường là có sách và chúng ta rất là tìm hiểu. Có thể là bác Đặng Lê Nguyên Vũ gửi gắm với chúng ta, gửi gắm với những thế hệ trẻ một cái điều gì đó, và chúng ta muốn biết được cái gì điều đó thì chúng ta có thể là vào chúng ta trải nghiệm. Chỗ này là nó không phải là đường lớn nhưng mà rất là thuận tiện đi lại các bạn. Chỗ này chúng ta đi ra là đường Phan Văn Trị. Rồi chúng ta coi một cái, chúng ta coi này, cái giá này rất là hợp lý ha. Chuỗi Trung Nguyên thì cái chuỗi mà nằm trong các hẻm này thì giá rất là phù hợp. Ok cho các bạn. Và cà phê thương hiệu mà chỉ có 22.000. Giá này quá ok. Rồi. Đặc biệt là có những cái cô mà ngắm được cả những cái cô gái rất là xinh, đúng không? Đấy. Bởi vì hôm nay là ngày phụ nữ mà, nên là chị em là ở ngày của chị em, cho nên là chúng ta rất là trân trọng điều đó ha. Đây là đường ra. Hướng này là hướng ra Phan Văn Trị các bạn. Phan Văn Trị nếu ta rẽ phải phát là đến đường Phạm Văn Đồng luôn. Đấy, để phải Phạm Văn Đồng, giao Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị. Đấy. Rồi, ok nha các bạn, địa chỉ đây các bạn nhé. Rồi, tuyệt vời. Cảm ơn các bạn nhá, bye bye, chào và hẹn gặp lại.